Để mình ra mình quay cái một cái trái dưa lưới nè. Nó mình ăn cái mình nó rớt cái hột ở trong cái chậu á. Bây giờ nó mọc cái trái dưa lưới mà hoàng kim nè. Chưa có ăn được, chưa chín. Bự chà bá luôn. Cái chậu này là mình trồng ớt nè, mới chưa có trái nè, cái chậu này nè. Cái dưa lưới này nè. Khoảng 1 ký mấy à. Quá bự luôn. Có một trái mọc à. Dây của nó nè. Dây nó mọc. Kiến bù. Mà nó ra một cái trái quá bự luôn. Mình không có trồng, tự nó mọc luôn á. Mình kiếm nó mờ. Nó còn xanh chưa có ăn được. Chắc cũng vài ngày nữa mới ăn được nè. Ngon quá chừng cái đấy dưa lưới. Để mình coi thế còn trái nào nữa. Có một trái mà không. Bữa nay là cái trái dưa lưới hoàng kim mà cái chín rồi nè, 7 ngày rồi đó. Giờ mình ra mình cắt. Giờ mình cắt vô mình sẽ ăn thôi. Cắt nè. Rồi cắt cái dưa lưới vô. Rồi rửa luôn á, rửa. Chín phải không? Ồ, nó ngon nè. Bữa nay em có hái trái dưa lưới vô. Em có một trái một à. Em mời anh Tùng mà cuộc sống ở Mỹ USA. Anh ăn dưa lưới cùng gia đình em nha. Mời các ông bà cô chú các bạn ăn dưa lưới cùng gia đình. Ngọt quá hả? Ngọt quá ha. Hả? Ngọt. Không có thuốc men gì để tự nhiên mọc. Nó mọc. Đổ trong cái chậu nó rớt được cái hột nó mọc cái nó ra có một trái không à. Ăn bỏ hột vô tự động nó lên.